Đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu cực kỳ xuất sắc ở World Cup 2016. Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng, điều mà ít ai ngờ tới. Sau World Cup 2016, huấn luyện viên Bruno Formoso nhận lời dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam được giao cho Bảo Quân. Đây là sự ghi nhận đúng đắn sau quá trình đóng góp lâu dài của anh với nền futsal nước nhà. Bên cạnh trái bóng tròn, Nguyễn Bảo Quân còn rất đam mê ca hát. Ít người biết rằng anh đàn khéo và hát hay thế nào, ít nhất là trước khi xem đoạn clip sau đây. Đoạn video clip chúng ta đang xem được thực hiện từ khá lâu, chính xác là từ năm 2011. Trong đó, huấn luyện viên hiện thời của đội tuyển Futsal Việt Nam cho thấy anh rất đam mê ca nhạc khi thể hiện đầy nội lực ca khúc Khoảnh Khắc của nhạc sĩ Trường Quý Hải. Xót xa chờ em, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô khốc lời. Và rồi mùa thu qua, lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, một giác lá rơi bên. Xưa êm đềm vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thế xưa hãy chào lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, một giác lá rơi bên hè, mùa đông tai thế. Người về đây với anh, về bên anh, về đây xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thế xưa hãy chào lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với anh. Người về đây với anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thế xưa hãy chào lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với anh. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Cảm ơn các bạn đã nghe ca khúc Khoảnh Khắc của tôi.